Nào cả lớp, chúng ta tập trung và chữa đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 lần 1. Đây là đề chính thức, mã đề 101. Tập nghiệm của bất phương trình 3 mũ x nhỏ hơn 2 thì ta sẽ được x nhỏ hơn loga cơ số 3 của 2. Đáp án ở đây là A. À, thầy sẽ làm cùng các em luôn nhá. Ok chưa? Bởi những câu này giải rất là ngắn và nhanh. Nếu tích phân từ 1 đến 4 của fx nhân dx bằng 3 và tích phân từ 1 đến 4 của gx nhân dx bằng trừ 2 thì tích phân từ 1 đến 4 của fx trừ gx nhân dx bằng, rõ ràng tích phân mà đề bài hỏi ta đặt nó bằng y. Thì tích phân y này sẽ tách thành mấy tích phân cả lớp? Tách thành tích phân từ 1 đến 4 của fx dx trừ đi tích phân từ 1 đến 4 của gx dx. Và tích các tích phân này đề bài đều cho chúng ta sẵn giá trị, một anh lần lượt là 3 và một anh lần lượt là -2. Vậy kết quả ra dương mấy cả lớp? C. Nào, những câu nào mà các em làm sai thì các em ghi lại cách làm. Mặt cầu S có tâm y 1 trừ 4 0 và bán kính bằng 3. X trừ 1 tức là bình, cộng y cộng 4 tức là bình, cộng z bình bằng 9. Đáp án gì đây? B. Tất nhiên là nhìn nhanh như này chúng ta loại CD rồi. Bởi vì CD ở đây là bán kính ở vế phải bằng 3 là sai chắc rồi. Giữa A và B ta nhìn nốt tâm thôi. Cả lớp biết cái thao tác để chúng ta chọn đáp án đúng chưa? Câu số 4 nào. Chúng ta không nói chuyện nhá, bởi vì thầy làm tốc độ nhanh đấy. Từ thẳng đi qua điểm M và có vectơ chỉ phương tọa độ là -2, -4, -5. Cho thầy hỏi là khi tìm phương trình đường thẳng thì phải nhìn vào điểm trước hay vectơ trước? Vector. Với vector tọa độ là -2, -4, -5, loại đáp án nào đầu tiên đã? A, B. Đáp án C và D thì ta nhìn xem thằng nào đi qua M ta lấy đáp án gì? D. Ở lớp đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Câu số 5. Số điểm cực trị của hàm số đã cho. Số điểm cực trị chính là số điểm đổi dấu của hàm F gì đấy? F phải đổi dấu tại -2 này, -1 này, 1 và 4. 4 điểm trên bảng đều F phải đều đổi dấu hết đúng không? Vậy đáp án có mấy điểm của chị? 4. Câu số 6. Đây là đồ thị của hàm trùng phương đúng không? Đây là đồ thị của hàm trùng phương cho nên đáp án nào loại nhỉ? B. D. Bây giờ chúng ta nhìn là A ở đây âm hay dương? Âm. Loại nốt gì? C. Đáp án đây là A. Rất dễ, rất cơ bản. Đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng. Đồ thị của hàm số này mình đặt tên là đồ thị C đi. Các bạn biết rằng là đồ thị hàm số mà cắt trục OI á, thì em cho gì bằng 0 nhỉ? X bằng 0. Vậy thì từ việc x bằng 0 thì ta sẽ rút ra được y này. Chỗ này bằng 0 này, 0 này. Còn trừ mấy thôi? Trừ 3. Vậy tung độ là? Trừ 3. Xong 7 câu. Câu số 8. Câu thức nào sau đây đúng? Trình hợp chập 4 của N thì chúng ta nhớ lại công thức trình hợp chập K của N trước. N ra gì? Chia? Không có K. Còn CK của N thì bằng gì? N ra thừa chia? Nhân N trừ K ra thừa. Vậy đáp án gì đúng? À, em nghĩ là lúc nào phải N dãy thừa trước, mà N dãy thừa ở đây là sai này, B sai này. Vậy còn CD đâu? Chắc là C và đáp án D thì đáp án gì đúng nhỉ? D đúng. Bởi vì nó không có 4 dãy thừa đâu cả lớp nhá. Cả lớp đồng ý chỗ này chưa? Rồi. Câu số 9. Câu này thì khó quá thôi. Đáp án gì? À, câu này bạn nào không làm được thì thôi, không sao cả, vì câu khó mà. Câu 10. Đạo hàm, đây là hàm gì đó? Mũ hay lũy thừa? Lũy thừa. Hàm lũy thừa thì khi các em đạo hàm thì các em sẽ đưa lũy thừa ra ngoài và giảm lũy thừa đi một đơn vị. Vậy y phẩy của chúng ta sẽ bằng, đầu tiên là đưa lũy thừa là 5/2 nhân x mũ 5/2 trừ đi 1. Thầy vẫn nghe thấy tiếng đang nói chuyện đấy. Vậy ở đây ta được kết quả là gì? 5/2 nhân x mũ 3/2, đáp án C.
rất dễ. Câu 11. Khẳng định nào sau đây đúng? Nguyên hàm của hàm số fx thì bây giờ chúng ta sẽ nguyên hàm của x bình và nguyên hàm của 4. Sao thế hả Tùng ơi? Nguyên hàm của x bình ra x mũ 7 trên mấy? X mũ 3 trên 3. Nguyên hàm của 4 thì ra 4 gì? Câu này chúng ta nhẩm luôn đáp án gì thôi? Câu này thầy cũng không cần viết gì đâu, đúng không? Bảng thôi, bảng nguyên hàm thôi. Phong ơi, tọa độ SOA thì chính bằng tọa độ điểm gì luôn? À, vậy tọa độ nó vẫn là trừ 2. Và làm cái thì đọc đấy. 12 năm ăn học những câu như này không làm được thì cũng không sao, khó mà. Nào, câu 13. Giá trị cực tiểu là hỏi y cực tiểu hay hỏi x cực tiểu? Y cực tiểu là bằng trừ mấy đấy? Đó. Còn ở trên thì sẽ là x cực tiểu. Vậy đáp án đây là phải là trừ mấy? Trừ 3, đúng không? Câu 14 nào. Câu này khó không? Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào? Dưới đây. Thì chúng ta có hai khoảng nghịch biến, đó là từ trừ vô cùng đến trừ mấy đấy? Trừ 1 hoặc và từ 0 đến mấy nữa? 0 đến 1. Đáp án nào đúng đây? Đáp án gì đúng luôn? À, từ 0 đến 1. Câu 15 nào. Nghiệm của phương trình loga cơ số 3 của 5 nhân x bằng 2. À, vậy thì cho thầy hỏi này, loga cơ số 3 của 5 nhân x bằng 2 thì ta tương đương là 5x bằng 3 mũ mấy lên? Thì bằng 9. Vậy chắc chắn các em đều rút ra được x bằng 9 chia 5. Đáp án là C. Câu 16. Ồ. Câu này thì quá khó rồi. Chúng ta ném gì ra ngoài là xong? Ném 3 ra ngoài. Ném 3 ra ngoài thì anh này sẽ bằng 3 nhân tích phân từ 0 đến 3 của hàm số fx nhân dx. Mà tích phân này này bài cho bằng 4 rồi. Và kết quả là 3 nhân 4 và bằng 10. 2 đáp án là D. Câu 217 này. Thể tích của khối lập phương. Thể tích của khối lập phương bằng cạnh mũ. Cạnh mũ 3. Vậy thể tích của chúng ta bằng 5 mũ gì lên? 100. Đáp án là C. Đơn vị thể tích là nhân thêm A mũ 3 rồi đúng không? Còn diện tích là A bình. Độ dài thì là A. Đấy. Chúng ta cho A bằng 1 tính cho nó nhanh. Ôi dồi ôi, tập xác định của hàm 9 mũ X là gì? R. Vậy chúng ta cùng nhau nhắc lại nào. Y bằng A mũ X thì tập xác định là E gì? Nhưng Y bằng loga cơ số A của X thì sao? Vậy tập xác định là từ 0 đến dương vô cùng. Thế còn Y bằng X mũ alpha? À thì lúc này nó còn phải phụ thuộc vào an gì? Alpha nào? Có cần thấy nhắc lại không? Được đấy. Anh khá đấy. Thứ nhất là alpha nguyên gì? Nguyên dương thì tập xác định là E gì? Tiếp theo nguyên nhưng không gì? Không dương nữa. Nguyên nhưng không dương thì nguyên gì trước? Hoặc bằng không thì tập xác định là R trừ đi phần tử mấy? Không. Bỏ không đi. Cuối cùng là alpha không còn nguyên nữa thì tập xác định của chúng ta là từ 0 đến dương vô cùng. Cả lớp đã hiểu bài chưa? Ok không? Rồi. Đấy, đây là ba hàm của chương số mấy? Đây là ba hàm số của chương chương 2. Chương 2 là lũy thừa, mũ và logarit, được chưa? Câu 19, diện tích F của mặt cầu, diện tích mặt cầu có bán kính bằng R. Câu này thật sự khó rồi. Đáp án là B. Bạn nào mà câu này không làm được thì cầm máy tính ra mà mốt 7 nhé. Thì cứ bấm ra cho nó đúng bài. Chẳng có gì để bấm đâu. Kiểu quen cái thói cứ lôi máy tính ra bấm. Nào, câu 20 tiệm cận đứng thì là x bằng bao nhiêu đây? 1. Chúc mừng các em có 4 điểm. Nếu như thầy chia đề bài, chia một đề thi ra làm 5 phần thì các em đã chinh phục rất là tốt mấy phần rồi? 2 phần. Thầy chia làm 5 phần, mỗi phần 10 câu. Chúng ta chia thì nó nhẹ nhàng không? Có đúng không?
Ok chưa? Sau này cũng thế, các em phải chia ví dụ như bạn Chi muốn có 3 triệu một tháng, thế là chúng ta đừng nhìn là 3 triệu một tháng kiếm thế nào mà kiếm mỗi ngày cần bao tiền? 100.000, đúng rồi. Nghe easy không? Nghe cảm giác nó nhẹ nhàng đúng không? Nó thư giãn đúng không? Vậy làm gì để có 1 tỷ? Thì mỗi ngày cần có nộp 33 triệu. Làm gì để một ngày có 33 triệu thì mỗi 1 giờ cần bao nhiêu? Này ăn cướp, trời ơi. Ăn cướp thì có ăn cướp. Trời ơi, cái bọn này. Lua ai à? À hả? Á mồm à? À mày thôi, bọn mày hư quá. Xem, đây là TikTok quá 180 phút à? Thôi. Thôi. Làm giàu không có. Thôi, nào chúng ta nhìn. Bây giờ chúng ta chinh phục đến mức số 3 nhá. 10 câu tiếp theo này. Thôi, loga cơ số A của căn bậc 4 của A bằng. Loga cơ số A phong của căn bậc 4 của A bằng. Cả lớp ơi, chúng ta đang xuất hiện căn ở trong loga, vậy ta phải đưa nó về hàm lũy. Hàm lũy thừa, vậy ta đưa thằng này thành loga cơ số A của A mũ 1 phần mấy đã? Vậy ta đưa 1 phần 4 ra ngoài. Nhân loga cơ số A của A thì thằng này bằng 1 chưa? Kết quả ra 1. Ô. Mày vô duyên chưa? 1 phần 4. Câu 22. Câu này thì chat chúa chắc phải dựng hình gắn trục mới ra được. Nào, thầy bạn bạn gái áo đỏ cho thầy hỏi em có gắn trục bài này không? Mấy thanh niên rất hay gắn trục này. Thầy thích bằng thầy thích của khối cho bằng 1/3 chiều cao nhân diện tích cái, kết quả là 5/7 luôn. Rồi. Thôi đừng cười, câu này khó mà. Con này. Câu 23. Vector nào dưới đây là một vector phát tuyến? À, vector phát tuyến của mặt phẳng chính là các số đứng trước x, y, z đúng không? Các cái bộ, nó là một bộ số đứng trước x, y, z lần lượt là 3 trừ mấy đấy? 3 trừ 1 và số mấy? 2. Đáp án là B. Hả? Sai á? Giật mình. Thầy nhắc lại cả lớp nào. Chúng ta đang cầm trên tay đề thi thử hay đề thi chính thức đấy? Thì thật đấy. Và chỉ mấy chục ngày nữa thôi, chúng ta cầm một tờ đề như này nữa đấy. Đúng không? Đừng bỡ ngỡ nhá, cứ tự tin mạnh dạn lên. Nào, thầy cần các em trật tự. Cho một khối trụ có bán kính đáy R bằng 6 và chiều cao bằng 3. Nào, thể tích của khối trụ bằng gì nào? H là 3, pi R đây là 6. Vậy tổng nhân vào 108 à? Đáp án A. Câu 25. Vẫn đang mất trật tự. Z cộng omega thì các em lấy thực cộng từ. Ảo cộng ảo, nhưng mà tuy nhiên cái này có thể bấm máy tính đúng không? Vậy là 7 đã, trừ mấy. Vậy chúc mừng các em đã có nửa điểm, nửa bài thi. Nửa số điểm tối đa mà mình đạt được. Vậy trải qua 25 câu đầu các em tự đánh giá. À vậy trong một đề thi đại học chính thức, 25 câu đầu là những câu hỏi mà chúng ta chỉ cần biết dạng, nhẩm một chút tính toán thôi, các con số rất nhỏ chúng ta đã có thể chọn được đáp án đúng. 25 câu đầu đa số không cần dùng đến máy tính. Ở lớp đồng ý không nhỉ? Rồi, trừ khi mà nào tâm lý quá mới dùng đến máy tính thôi. Công bội của cấp số nhân mà cho U1, U2 thì quy bằng mấy? U2 chia, vậy 9 chia mấy đấy? Được 3, đáp án C. Rất đơn giản.
Câu 27 khẳng định nào dưới đây đúng? Đố các em biết. À, nguyên hàm của em x thì vẫn là em x, nhưng nguyên hàm của 2 đáp án gì? B. Rồi, điểm nào là điểm biểu diễn của số phức? À đâu, điểm M là điểm biểu diễn của số phức nào? Điểm M có hoành độ là -3, tung độ là 4. Vậy hoành độ là phần thực và tung độ là phần ảo. Vậy số phức của chúng ta cần tìm là -3 cộng mấy y đấy? 4y, đó chính là đáp án B. Rồi, câu 29 nào. Biết hàm số y bằng x cộng a trên x cộng 1, với a là số thực cho trước và a khác 1. Các bạn hiểu rằng là nếu a bằng 1 thì hàm này của chúng ta sẽ trở thành x cộng 1 chia x cộng 1, và nó sẽ trở thành hàm y bằng 1 mất, đúng không? Cho nên người ta cho a khác 1. À, và thì các em để ngay là bài toán này có điều kiện là x khác mấy đấy? -1. Đồ thị thì người ta cho sẵn rồi, mệnh đề nào dưới đây đúng thì các em kiểm tra mệnh đề nó hỏi về dấu của y gì? Dấu y phẩy. Dấu y phẩy thì phải phụ thuộc vào tính đơn điệu của hàm số, đúng không? Các em nhìn vào đồ thị hàm số này, bạn cho này luôn đồng hay luôn nghịch? Nó luôn luôn đồng gì? Đồng biến. Cả hai bên này, đây bên này đi lên này. Đi lên hết chưa? Nó luôn luôn đồng biến, nhưng nó đồng biến trên R hay nó không đồng biến tại một điểm ở đây? Chính là điểm -1. Tại -7, -1 thì nó bị gián đoạn, đúng không? Vậy y phẩy luôn gì đã? Luôn dương, nghĩa x phải h -7. Đáp án gì thôi? B. Câu này dễ mà. Câu này có phải tìm A đâu mà em sợ. Có đúng không? Rồi, đáp án B. Câu 30 nào. Câu này, những câu như này chúng ta đọc cách làm thôi, nhưng không ngồi trình bày, câu này dài lắm. Bao giờ khi em làm xác suất thì bao giờ nó sẽ có hai phần. Phần thứ nhất, phép thử là gì? Phần thứ hai, nó là biến cố xảy ra cho phép thử đó. Phép thử ở đây là gì? Thầy có 12 quả bóng, và thầy lấy ngẫu nhiên bao nhiêu quả? Lấy ngẫu nhiên 3 quả. Vậy phép thử ở đây rất đơn giản là thầy lấy ngẫu nhiên 3 quả trong bao nhiêu quả? 12 quả. Vậy không gian mẫu của chúng ta có bao nhiêu phần tử? C3 của 12. Nhưng ràng buộc là trong 3 quả này phải như nào? Bây giờ người ta muốn nói là à, vậy xác suất để lấy ra được 3 quả màu xanh, biến cố xảy ra ở đây là 3 quả của thầy lấy ra phải toàn màu gì hết? Màu xanh. 3 quả lấy ra toàn màu xanh thì số phần tử của nó là bao nhiêu? Có bao nhiêu màu xanh để lấy thôi? 7. Vậy C3 của 7. Vậy xác suất của chúng ta sẽ là gì? Chia C3 của 12. Cho thầy biết đáp án của mình là ngon chưa? Rồi, chúc mừng em có 6 điểm. Chúng ta trải qua 3 mức rồi. Câu 31 nào. Ô, sao câu 31 lại giống câu trên? Đúng không? Ờ, chắc là thầy bị lộn đề mất rồi. Thế thì bị lỗi đề mất rồi. À, tí nữa thầy sẽ xem câu 31 là câu gì nhá. Thầy sẽ check lên mạng xem. Được chưa? Rồi, ok. Câu 31 nó bị lặp mất thì không biết đây là làm file đề kiểu gì nó bị lỗi thế này. Rồi, câu 32 đi. Đường thẳng đi qua M và vuông góc về đâu? Rõ ràng bây giờ giả thiết của chúng ta bắt đầu được nâng cấp hơn lên một tí. Mới một tí thôi. Đường thẳng đi qua M và vuông góc về mặt phẳng P thì phải đặt ngay một đường thẳng vuông góc về một mặt xem quan sát ra được điều gì. Nếu một đường thẳng mà vuông góc về một mặt phẳng thì nó sẽ song song với vectơ pháp gì? Tuyến của mặt phẳng. Cả lớp có đồng ý không? Nào thầy mời cả lớp vẽ thầy một mặt phẳng, hoặc là các em nhìn mặt bàn chính là một mặt phẳng. Các em dựng vectơ pháp tuyến của mặt phẳng lên NP. Và bây giờ các em kẻ cho thầy một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đó. Vậy thì cả lớp nhìn thấy ngay này. Khi đó vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P là vectơ NP đây này. Nó có song song với cái đường thẳng delta không? NP có song song với delta không? Có. Vậy NP chính là vectơ. Nó là vectơ pháp tuyến của mặt P, nhưng lại là chỉ vuông của đường thẳng đen gì? Delta. Đọc lại nào. So với mặt phẳng P thì vectơ N là vectơ pháp gì?
theo tuyến, bởi vì nó vuông góc với mặt phẳng P. Nhưng so với cả đường thẳng delta thì nó lại xong gì? Thì so với đường thẳng delta thì ta gọi nó là vectơ chỉ phương, được chưa nhỉ? Vậy ta có này, NB tọa độ là gì? 1 trừ 2, 4 song song với delta. Vậy từ đó suy ra đường thẳng delta có vectơ chỉ phương là vectơ NB, tọa độ là gì? 1 trừ 2, 4. Với kết quả 1 trừ 2, 4 thì các em loại được hẳn mấy đáp án rồi? A và B. Nhưng thằng nào đi qua M nào? Đáp án gì? D. Câu 32 đáp án D. Rồi, câu 32 đáp án D. Câu 33. Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng SAB, mà cái gì cũng góc với đáy đấy. SA vuông góc với mặt phẳng đáy thì các em nhận ra ngay cái mặt SAB là mặt phẳng chứa đường, được chứa đường cao chưa? Vậy các em ơi, khoảng cách từ một điểm nằm dưới đáy đến một mặt phẳng vuông góc với đáy thì từ đâu kẻ vuông góc vào? Từ C kẻ vuông góc vào giao tuyến A gì? AB, đấy chính là khoảng cách. Các em có nhớ loại này chỉ cần mấy kẻ là ra không? Một kẻ, đúng không? Nào bây giờ chúng ta dựng hình ra. Nào cả lớp quan sát. Khoảng cách từ điểm nào, nhắc lại cả lớp. C đến mặt nào? SAB, vậy chỉ cần từ C kẻ vuông vuông góc, nhưng mà nó lại vuông tại đâu luôn? Bởi vì đề bài cho đáy vuông tại đâu rồi? Vuông tại B. Cạnh AB thì bằng mấy đã? 2, thì cạnh BC cũng bằng 2, vậy khoảng cách ở đây cũng bằng gì luôn? 2. Ta có khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng SAB chính là đoạn CB rồi. Và anh này bằng 2 luôn. Ok chưa? Câu 34. Mặt phẳng đi qua đâu cả lớp? Mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với AB. Cả lớp lắng nghe nào. Chúng ta hãy dựng cho thầy một mặt phẳng đi qua và vuông góc với AB. Nào, cả lớp nhìn lên trên bảng này, mặt phẳng ở trên đi qua và vuông góc với AB, vậy nó có vectơ phát tuyến chính là vectơ nào? AB. Ta có ngay này, vectơ AB tọa độ là gì nào? Cả lớp đọc lên nào. 3 1 2, vuông góc với mặt phẳng P. Vậy từ đó suy ra vectơ AB là vectơ phát tuyến của mặt phẳng P. Cả lớp có suy ra được điểm bước này không đã? Vậy suy ra phương trình mặt phẳng P là gì? Mấy x đã? Cộng 2z. Nào chúng ta bấm vào thầy này, 3x cộng y cộng 2z, và cho nó đi qua điểm nào cả lớp ơi? Thay 100 vào cho thầy. Kết quả bằng mấy đây? Bằng 3, vậy trừ mấy bằng 0? Trừ 3 bằng 0. Rồi, mình tự nhiên thầy thấy nhớ như là đề này hôm trước mình có làm có lướt từ phải. Hay hôm trước là đề khác à? Nào, số bước liên hợp của Z là, thì đầu tiên chúng ta tìm Z cho thầy bằng gì? Ta lấy 5 cộng 4 y rồi chia gì cả lớp? Chia y, chúng ta bấm đi, 5 cộng 4 y chia y cho thầy nào, ấn 1, 2 cho thầy. Bốn trừ 5 y. Nhưng đọc kỹ đề bài, người ta hỏi Z hay Z liên hợp? Z liên hợp với Z ngang phải là bao nhiêu? Vậy rất nhẹ nhàng là đến đây là các bạn đã có cho mình 7 điểm. Tất nhiên có một câu vừa rồi chưa biết nó là câu nào thôi. Đúng không? Một câu lỗi. Câu 36. Góc giữa đường thẳng A' và đường thẳng nào?
cả lớp. Góc giữa A phẩy này và đường thẳng BC phẩy. Cái gì của mình đấy? Nào, cả lớp ơi, góc giữa A phẩy và BC phẩy thì ta sẽ đưa A phẩy thì song song với cạnh BB gì đã? Cả lớp có nhìn thấy A phẩy song song với BB phẩy không? Vậy góc giữa A phẩy và BC phẩy ta đưa về góc giữa BB phẩy và BC phẩy. Góc đó chính là góc B trên hình đây đúng không? Góc đó chính là góc B phẩy BC phẩy. B phẩy BC phẩy. Mà góc này bằng bao nhiêu độ thì chúng ta nhìn nhanh là đề bài cho tất cả các cạnh đều bằng nhau. Nếu đề bài cho tất cả các cạnh bằng nhau này thì chúng ta sẽ nhìn được ngay là cái tứ giác nào đấy? BC C phẩy B phẩy đang là hình gì? Hình vuông, bởi vì bốn cạnh bằng nhau đây là hình vuông. Mà BC phẩy lại là đường chéo, vậy chứng tỏ góc B này là bao nhiêu độ đấy? Đáp án là C. Easy chưa? Câu 37 nào. Loga cơ số 2 của A mũ 3 cộng loga cơ số 2 của B bằng 6. Vậy cả lớp ơi, ta có ngay vế trái của chúng ta chính là loga cơ số 2 của A mũ 3 nhân mấy nữa? Bằng 6. Vậy thì ta được A mũ 3 nhân B sẽ bằng 2 mũ mấy lên? Là đáp án A. Đấy, đến câu 37 vẫn rất là dễ. Câu 38. Nếu tích phân từ 0 đến 2 của fx nhân x bằng 5 thì tích phân từ 0 đến 2 của 2 lần fx trừ 1 nhân x bằng, thì thầy sẽ ký hiệu thằng này là bằng y nhá. Vậy ta có y bằng gì nhỉ? Ta sẽ tách anh này thành 2 nhân tích phân từ 0 đến 2 của fx nhân dx trừ tích phân từ 0 đến 2 của dx. Mà tích phân từ 0 đến 2 của fx dx thì đề bài nó cho bằng 5 rồi. Vậy anh này là 2 nhân 5. Bấm máy tính anh này bằng 2, kết quả còn bằng 8. Đáp án là A. Đồng ý chỗ này chưa? Thầy nói một điều này, rất nhiều bạn sẽ sai như sau. Thế lỗi mà các em sai phổ biến nhất này, đó là các em cho y của chúng ta bằng tích phân từ 0 đến 2 của 2 nhân 5 trừ 1. Tại sao thầy lại phải viết ra như này? Bởi vì các em đang vướng một cái lỗi sai, đó là các em đang cho fx bằng 5. Thực tế đề bài không hề cho fx bằng 5 mà đề bài cho tích phân của nó bằng 5. Chứ đề bài không cho hàm fx bằng 5. Cho nên cả lớp hiểu là kem làm như ở bước ở trên là sai đúng. Sai chưa? Cả lớp hiểu chưa? Đây này, kem đang thay fx này thành 50 này. Đây là sai lầm. Hiểu ý thầy nói cho này chưa nhỏ? Nên đừng bao giờ vướng phải cái lỗi này nhá, nó rất là phổ biến. Câu 39. Cho hàm số y bằng fx có fx của chúng ta là bằng 2x cộng 5 x lớn bằng 1 và bằng 3x bình cộng 4 x bé hơn 1. Giả sử f lớn là nguyên hàm của f nhỏ trên r và thỏa mãn f lớn tại 0 bằng 2, tính giá trị của f lớn tại âm 1 cộng 2 lần f lớn tại 2 thằng kia. Tôi đề nghị hai anh ngậm hết mồm từ bây giờ đến cuối giờ nhé. Không gặp được hai đứa dính mồm vào nhau luôn được. Khóa mồm đấy. Cứ ngồi nhìn nhau say đắm nói chuyện thôi. Về nhà rồi làm gì thì làm. Nào, cả lớp ơi, chúng ta cần tính f lớn tại âm 1 cộng với cả 2 lần f lớn tại 2. Để giải quyết câu số 39, trong bài này thầy chỉ sử dụng duy nhất một công thức thôi. Chúng ta cần nhớ thầy kiến thức như sau. Đó là tích phân từ A đến B của hàm số fx nhân x sẽ bằng nguyên hàm tại B trừ nguyên hàm tại A. Cả lớp có thuộc công thức tích phân không đã? Đây chính là công thức tính tích phân khi chúng ta có nguyên hàm của fx.
thầy chỉ sử dụng duy nhất công thức ở trên bảng thôi. Nào vậy thì bây giờ chúng ta quan sát này, chúng ta cần tính f tại âm 1 và f tại 2, tuy nhiên đề bài cho f tại 0. Vậy việc đầu tiên ở đây đó là thầy sẽ lấy tích phân từ trừ 1 đến 0. Ta có này, nếu thầy lấy tích phân từ trừ 1 đến 0 của fx nhân dx thì anh này chính là f lớn tại 0 trừ f lớn tại âm 1 chưa cả lớp? Cả lớp có hiểu cách thầy vừa làm không đã? Rồi, mà chúng ta nhìn này, muốn suy ra f lớn tại âm 1 thì f lớn tại âm 1 lúc này sẽ bằng f lớn tại 0 trừ đi tích phân từ trừ 1 đến 0 của fx nhân dx. À, thầy đang rút f lớn tại âm 1 ra. Bây giờ chúng ta quan sát này, chúng ta quan sát vào tích phân từ trừ 1 đến 0 của fx nhân dx. Tích phân trên đang xét x từ đâu đến đâu? Tích phân mà thầy đang xét đang có cận nằm từ trừ 1 đến 0, nghĩa là x thuộc từ trừ 1 đến 0. Nào cả lớp, nếu x nằm từ trừ 1 đến 0 thì fx của chúng ta là hàm nào? Là hàm 2x cộng 5 hay 3x bình cộng 4? Tại sao? Bởi vì x lúc này đang bé hơn mấy s? Bé hơn 1, cho nên fx của chúng ta lúc này sẽ thay thành hàm gì? Cả lớp đọc thật to nào. 3x bình cộng 4. Vậy ta có f tại âm 1 bằng, f tại âm 1 bằng, thứ nhất là bằng 2 trừ đi tích phân từ trừ 1 đến 0 của 3x bình cộng 4 nhân dx. Em bấm máy tính giúp thầy với. 2 trừ đi tích phân của 3x bình cộng 4 cận là từ trừ 1 đến 0. Nếu nó đẹp thì viết ra, còn nó xấu thì em lưu lại trên máy tính. Nhưng nó rất là đẹp. Vậy ta được f tại âm 1 bằng trừ mấy đã? Trừ 3. Vậy bây giờ thầy và các em sẽ cần tìm f lớn tại mấy nữa là xong? F lớn tại 2. Thì muốn tính f lớn tại 2 ấy, thì thầy sẽ phải dựa vào f lớn tại 0, hoặc là có thể dựa vào f lớn tại âm 1 mà chúng ta vừa tìm được. Nhưng bài này thì dựa vào cái gì cũng thế thôi, như nhau, nên thầy vẫn dựa vào f lớn tại 0. Thì muốn dựa vào f lớn tại 0 thì thầy phải xét tích phân cận là từ 0 đến mấy đấy? Không đến 2 chứ. Các em muốn tính f lớn tại 2 thì các em phải để có một cận là 2 thì các em mới tính được chứ. Thì thằng này bằng f lớn tại mấy đã? 2 trừ f lớn tại 0. Cả lớp có đồng ý với thầy công thức ở trên không đã? Có đồng ý với công thức này không? Rồi bây giờ cả lớp rút cho thầy f lớn tại 2 sẽ bằng gì? F lớn tại 2 sẽ bằng tích phân từ 0 đến 2 của fx nhân dx cộng với f lớn tại 0. Cho thầy hỏi bước này cả lớp có thắc mắc gì không? Rồi, tuy nhiên thì bây giờ các em phải quan sát, nếu ta xét x nằm từ 0 đến 2 thì fx của chúng ta rơi vào hàm nào? Thì các em nhìn này, từ 0 đến 2 thì fx của chúng ta sẽ rơi vào hai hàm tất cả. Khi nó nằm từ 0 đến 1 trước thì nó rơi vào hàm 3x bình cộng 4. Nhưng nếu nằm từ 1 đến mấy? 1 đến 2 thì nó lại rơi vào hàm 2x cộng 5. Cả lớp có đồng ý không nhỉ? Vậy cái cận từ 0 đến mấy đây cả lớp? Cái cận từ 0 đến 2. Cả lớp nhìn thầy từng bước thầy làm nhá. Thì thầy sẽ tách thành từ 0 đến 1 cộng từ 1 đến 2 cộng với f lớn tại 0. Thầy biết này cả lớp có hiểu không đã? Có hiểu không? Rồi, nhưng từ 0 đến 1 là x đang bé hơn 1 hay x đang lớn hơn 1 nào? Bé hơn 1, vậy nó là hàm trên hay hàm dưới? Hàm dưới, anh này sẽ là 3x bình cộng 4. Nhưng từ 1 đến 2 thì sao? Từ 1 đến 2 thì tích phân là thì hàm fx của chúng ta đang là đang nhận các giá trị x lớn hơn 1 hay bé hơn 1? Lớn hơn 1, vậy lớn hơn 1 thì nó phải nhận hàm mấy x cộng 5 đây? Cả lớp hiểu ý thầy nói chỗ này chưa? Vậy anh này sẽ là 2x cộng 5. Vậy ở đây cả lớp nhìn nhanh này. Đầu tiên chúng ta có tích phân từ 0 đến mấy? Cả lớp đọc. Thầy có tích phân từ 0 đến 2 thì thầy sẽ tách ra thành tích phân từ 0 đến mấy trước đây? 0 đến 1 cộng tích phân từ 1 đến 2. Từ 0 đến 1 thì nó nhận hàm 3x bình cộng 4. Từ 1 đến 2 nó nhận hàm 2x cộng 5.
Cả lớp có hiểu cách thầy làm không đã? Rồi, bây giờ bấm máy tính là ra được F lớn tại 2. Tích phân của 3x bình cộng 4 cận là từ 0 đến 1 cộng với tích phân từ tích phân của 2x cộng 5 cận là từ 1 đến 2 cộng với cả F0 thì nó bằng 2 rồi nhá. Kết quả là 10 mấy đây cả lớp? 15. Vậy từ đó ta suy ra này, F lớn tại âm 1 cộng 2 lần F lớn tại 2 bằng F lớn tại âm 1 chúng ta vừa tìm ra được bằng trừ mấy đây? Trừ 3 cộng 2 nhân với 15, kết quả là 27. Đáp án là A. Cả lớp hiểu cách làm câu trên chưa? Có dễ không? Dễ chứ còn gì nữa. Nào, đợi thầy tí, có một số bạn xin link mà từ nãy giờ thầy còn quên mất chưa bật link cho các bạn. Nào, chúng ta tiếp tục với câu số 40 nào. Nào, cả lớp quan sát cách làm câu 40. Nào, 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 giữ trật tự cho thầy một hai phút nào. Các em tranh thủ thế. Rồi, câu 40. Câu 40 đề bài cho chúng ta câu hỏi đó là có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn 3 mũ x bình 3 mũ x bình trừ 9 mũ x nhân với log cơ số 3 của x cộng 25 trừ 3 nhỏ bằng 0. Thế thì để giải quyết câu 40 thì các em cần chú ý cho thầy một điều. Đó là để giải các bất phương trình fx lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 0, lớn hơn 0 hoặc nhỏ hơn 0, ta có thể lập bảng xét dấu. Ta có thể lập bảng xét dấu của hàm số fx, rồi sau đó chúng ta kết luận. Được chưa nhỏ? Ta có thể lập bảng xét dấu của fx rồi kết luận. Để lập được bảng xét dấu của một hàm số, chúng ta sẽ phải trải qua 3 bước tất cả. 3 bước lập bảng xét dấu của fx. 3 bước ở đây trải qua rất đơn giản như sau. Bước 1 đó chính là điều kiện. Bước 1 là giải điều kiện. Sau khi giải điều kiện đó là chúng ta sẽ giải nghiệm. Ở đây nó hơi ít chỗ nên thầy để dưới. Điều kiện này, giải fx bằng 0 này. Và bước cuối cùng của chúng ta đó là lập bảng cộng xét dấu bằng máy tính. Lập bảng cộng xét dấu bằng máy tính. Nào, cả lớp nhắc lại có bao nhiêu bước tất cả?
Bước 1 điều kiện, bước 2 giải nghiệm. Hai bước đầu ai chả làm được, bước thứ 3 ai cũng làm được, tất cả mọi người đều làm được. Có đúng không? Điều kiện đơn giản, giải nghiệm đơn giản, lập bảng, bấm biểu thức vào máy tính, thay giá trị vào để xét dấu. Khác gì xét tính đơn điệu đâu. Có đồng ý không? Chưa đồng ý à? Nào cả lớp đồng ý không? Nào chưa đồng ý chắc lại 100 lần, nào cả lớp đồng ý không? Ôi trời ơi, bọn này chúng mày điều lắm. Nào, vậy câu 40 thì chúng ta đặt gì bằng Fx để nó đưa về dạng Fx nhỏ hơn là bằng 0 nhỉ? Đặt Fx bằng vế gì luôn? Vế trái. Vậy thì bất phương trình 1 của chúng ta sẽ tương đương là gì? Khi đó bất phương trình 1 của chúng ta sẽ tương đương với việc đó là Fx của chúng ta phải nhỏ hơn hoặc bằng 0. Cả lớp có đồng ý với thầy ở đây, nếu thầy đặt Fx bằng vế trái thì bất phương trình để bài cho chính là Fx nhỏ bằng 0. Nếu bất phương trình trên là Fx nhỏ bằng 0 thì ta lập bảng xét dấu cho F thì Fx. Nào, thầy và các em sẽ trải qua 3 bước như thầy vừa bảo. Bước 1 đó là điều kiện. Nào, các em ơi, bài này điều kiện có nhiều không? Có mẫu không? Không, không có can. Có mỗi lô gì thôi. Vậy điều kiện là x cộng bao nhiêu? Lớn hơn mấy? Vậy ta có điều kiện là x lớn hơn trừ 2 mấy đã? Trừ 25. Vậy tí nữa là chúng ta hiểu là bảng xét dấu của chúng ta sẽ được xét từ trừ 25 đến đâu? Dương vô cùng. Bước thứ 2 đó là giải Fx bằng 0. Các em ơi, để Fx bằng 0 thì một trong hai biểu thức này phải bằng mấy? Bằng 0, bởi vì nó đã được phân tích thành nhân tử rồi. Vậy ở đây để Fx bằng 0 thì có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là gì cả lớp? 3 mũ x bình thì phải bằng. Nghĩa là thầy cho thằng này bằng 0 này, thì có phải là hai cái số này bằng nhau chưa? Rồi thì làm tắt một bước, đúng không? Chả lẽ giải đến câu này mà không làm tắt nổi một bước. Trường hợp thứ hai là loga cơ số 3 của x cộng 25 thì bằng gì luôn cho thầy? Bằng 3 luôn. Nào, bình an cho thầy biết 9 mũ x thì là 3 mũ mấy? Ủa? Ủa rồi, thật đó. 3 mũ 2 gì? 2 nhân x, nhớ chưa? Rồi, vậy thì ta tương đương là gì đây? 3 mũ x bình mà bằng 3 mũ 2x, thế thì ta cho x bình bằng bao nhiêu? X bình bằng 2x ở dưới x cộng 2 mấy? X cộng 25 thì bằng 3 mũ 3, nhẩm cho thầy là 2 mấy luôn nào. Nào, x bình bằng 2x thì x bằng 0 hoặc x bằng mấy đây? Anh này thì cũng là x bằng mấy tiếp? 2, khả năng rất cao thì nữa 2 sẽ là nghiệm kép đúng không? Nghiệm bội chẵn đó. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp là x bằng 2 nó nằm ở trên hai biểu thức khác nhau mà chúng ta nghi ngờ, không biết đấy là nghiệm, nghĩa là chúng ta không biết đánh giá kiểu gì, các bạn không có kiến thức để đánh giá, thì tốt nhất là các bạn lên xét dấu hai phiếu của nó cho chắc. Có được không cả lớp? Chắc kèo. Bước cuối cùng là bước gì rồi cả lớp? Lập bảng. Các em ơi, thầy yêu cầu các em lập bảng xét dấu, chứ thầy không bắt các em có lập bảng biến thiên đâu nhá, cho nên đừng có sợ. Lập bảng xét dấu nha. Xét dấu là học lớp 10 đấy. Nào, từ trừ bao nhiêu? Trừ 25 đến dương vô cùng. Chúng ta có hai nghiệm, đó là 0 và 2. Ngoài ra chúng ta không còn điểm nào không xác định trên hình cả, được chưa? Trên hàm ở đây là chỉ có nghiệm và điểm không xác định, đó là trừ 25 thôi. Vậy ở đây chúng ta điền này, 0 với 2 là nghiệm, cho nên là tại hai điểm này là Fx bằng 0 nhá. Nhưng tại âm 25 thì phải là không xác gì? Không xác định. Bây giờ bắt đầu xét dấu này. Xét dấu thì tất nhiên là phải bấm gì vào máy tính cả lớp ơi? Xét cái gì thì bấm cái đấy. Bấm này.
3 mũ x bình trừ 9 mũ x, mở ngoặc này, loga cơ số 3 của x cộng 25 trừ đi 3, đóng ngoặc lại. Thầy sau khi thầy nhập xong biểu thức vào máy tính rồi thì thầy sẽ làm một động tác, đó là thầy sẽ xét dấu. Ở đây chúng ta có 3 khoảng, cả lớp đọc thật to 3 khoảng lên nào. Trừ 25 đến 0, 0 đến 2 và 2 đến dấu vô cùng. Có 3 khoảng thì kem thay cả 3 đi cho chắc. Đầu tiên lấy trừ 24 được không? Được, nhưng kem để máy tính nó sẽ báo mét đồ đấy. Biết tại sao không? Kem thay trừ 24 vào đây thì là 3 mũ âm 24 bình lên thì to lắm. Vậy thay âm 1, âm 2 thôi. Trừ 1 được không? Trừ 1 thì vẫn nằm trong khoảng đầu mà. Rồi, vậy chúng ta phải xét thằng nào mà máy tính nó tính được chứ. Vậy đáp án đầu là đây là âm hay dương đây? Âm. Nào, 0 đến 2 thì tay mấy? 1. Dương. Nhưng không biết là đi qua 2 như nào nhỉ? À, đi qua 2 thay 3 vào là vẫn dương nha. À, vậy thì fx của chúng ta cần là cần nhỏ hơn hoặc bằng mấy? Bằng 0, cả lớp có nhìn thấy ở đây không? Vậy fx nhỏ bằng 0 khi nào? Trừ 25. Trừ 25 nhỏ hơn x hay nhỏ hơn hoặc bằng x? Những x thì lại nhỏ hơn hoặc bằng mấy? Không, hết chưa? Hả? Đây là hết trường hợp nhỏ bằng 0 chưa? Hết chưa? Hết trường hợp nhỏ hơn hoặc bằng 0 chưa? Còn mấy nữa? 2 nữa. Cay không? Lại bảo không cay đi, chả có ớt nào cay bằng ớt này em ơi. Đúng không? À, thầy cho rồi đúng không? À, bảo sao không bị lừa, chứ thầy không cho mà mình bị lừa chẳng. Vậy x nằm từ đâu đến đâu đây? Nào, đầu tiên là x sẽ nằm từ trừ 2 mấy? Đến 0. Thì thằng này có bao nhiêu x? 25 giá trị x nguyên. X bằng mấy nữa cả lớp? X bằng 2 có thuộc không? Có thuộc số nguyên, vậy tổng cộng là 2 mấy? Đáp án C. Thằng nào mà ra 25 về quanh D này là đi cãi nhau đấy. Ngon chưa cả lớp ơi? Tiếp tục nào. À, chúc mừng là chúng ta đã trải qua 40 câu, ăn gian 1 câu. Đúng không? Tí nữa phải tìm bằng được câu đấy là câu gì. Chắc chắn là câu đấy làm được. Đúng không? Kể cả không biết làm thì thầy vẫn khoanh ra bằng những gì đó. Vẫn đã tính là làm được. Nào, bây giờ câu 41 này chúng ta sang câu điểm 8. Bao nhiêu bạn đúng 40 câu đầu, giơ tay lên xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiện tại 6 người vi sai à? Câu bao nhiêu? Kiểm tra Vi nào, Vi ơi. À, em nhìn nhanh quá, ra bao nhiêu? Thầy nhắc nhở ở lớp này, đừng bao giờ nghĩ là 10 câu cuối toàn bộ câu khó nhá. Thầy nói thì hứa danh dự với em là chỉ có 3 câu rất khó, mà đến các thầy giáo ở đây còn phải ngồi đau đầu nghĩ. Còn các câu lại vẫn là bình thường. 3 câu khó là đủ phân loại rồi các em ạ. Nào, bởi vì các em còn phải có thời gian nghĩ chứ, đúng không? Là nghe nào. Anh Thành quay lên giúp thầy. Đó, anh đang quay, anh đang ngang người á, anh quay hẳn người lên nào. Hàm bậc 3 có đồ thị là đường cong trong hình bên, số nghiệm thực của phân biệt của phương trình f tại fx bằng 1, các em thấy nó có dễ không? À không, nhầm, câu này khó, vận dụng cao. Câu vận dụng cao như này ta phải dựng cái đường gì để tìm nghiệm của f tại fx bằng 1 đã nhở? Chúng ta phải dựng đường y bằng mấy đã? Y bằng 1.
Nó cắt đồ thị hàm số fx tại những điểm nào? Chúng ta có 3 điểm nhưng ba trong đó có 2 điểm chưa biết bằng bao nhiêu thì mình lấy cụ thể hóa đi. Đầu tiên là trừ mấy? Thằng thứ hai thì bằng gì rồi? Không. Thằng thứ ba thì mình lấy là 3/2 được không? À vậy thì ở đó chúng ta nhìn này. Vậy để S tại Fx bằng mấy? 1. Thì Fx của chúng ta lần lượt phải bằng gì? Trừ 2. 0. 3/2. Thì Fx bằng trừ 2 thì phải vẽ đường y bằng bao nhiêu ra? Lớp nào giữ trật tự, không xì xào nữa đi các em ơi. Mấy nghiệm đây? Vậy phương trình Fx bằng trừ 2 thì cho chúng ta một nghiệm. Fx bằng 0 thì chính là trục gì? Thầy vẫn nghe tiếng xì xào. Fx bằng 0 thì có 3 nghiệm. 3 nghiệm đấy ở đây này. 1 này, 2 này, 3 này, và anh này 3 nghiệm nữa. 3/2 thì sao? 3/2 thì nó nằm ở trên đây này. Vậy mấy nghiệm tiếp? Vậy tổng 7. Câu tiếp theo 42. Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua đỉnh. Thầy đang rất muốn cố gắng để làm sao để các bạn đạt được nhiều điểm nhất có thể. Cơ hội mở ra, tương lai sắp tới, không tận dụng à? Cắt hình nón N bởi một mặt phẳng đi qua đỉnh. Nhắc lại, đây là cắt khối nón bởi một mặt phẳng đi qua đỉnh, chứ không phải đi qua trục nhá. Cả lớp nghe rõ chỗ này chưa nhở? Và thầy đã hướng dẫn các em cách để xây dựng ra cái mặt phẳng đi qua đỉnh rất nhiều rồi. Nào, bạn nào đến bây giờ quên thì coi như là các bạn ghi nhớ nốt trước khi đi thi. Cả lớp nhìn này, trên bảng của chúng ta đang là một hình nón, thầy đặt đỉnh của nó là S. Và làm thế nào để chúng ta xây dựng ra được một mặt phẳng mà chỉ đi qua đỉnh thôi? Nếu một mặt phẳng chỉ đi qua đỉnh thì các em hãy dựng nó như sau. Các em dựng có thể một đường sinh ở vị trí này, nối hai đường sinh bên phải và đường sinh vừa vẽ lại. Mặt phẳng SAB. Mặt phẳng SAB chính là mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón. Cả lớp có nhìn thấy rõ ràng mặt phẳng SAB chỉ đi qua đỉnh chưa? Còn trục thì vẫn là S gì đây? Trục thì vẫn là S gì? SO. Chứ nó không có đi qua SO mà chỉ đi qua S thôi. Rồi, vậy ở đây đề bài cho cái mặt phẳng này tạo cái đáy góc bao nhiêu độ? 60 độ, nghĩa là đề bài cho mặt phẳng SA gì? Tạo với cả đường tròn. Thì cả lớp ơi, đường tròn tâm O thì thầy lấy mặt phẳng đó là mặt phẳng OAB luôn được không? Có được không? Được, góc này bao nhiêu độ? Các em có nhìn thấy đây là góc giữa mặt bên và mặt đáy không? Cả lớp có nhìn thấy góc giữa mặt bên và mặt đáy không? Nào, cho thầy biết lúc này làm thế nào để chúng ta tạo ra được góc giữa SAB và mặt phẳng OAB. Từ đâu? Đọc thật to. Từ O kẻ vuông góc vào, nối lên đỉnh S. Cả lớp ơi, khi thầy từ O mà thầy kẻ vuông góc vào AB á, thì nó rơi vào đâu AB đấy? Thầy gọi là Y. Nối lên đỉnh, cái góc đó là góc nào? S Y. Góc này là 60 độ. Rồi. Thầy có góc SEO là góc 60 độ. Ok, bây giờ quay trở lại bài toán đề bài cho kích thước nào nào. Để tính được diện tích xung quanh. Để tính được diện tích xung quanh của hình nón thì các em phải hiểu ngay là đầu tiên là các em phải thuộc công thức đã. Để tính được diện tích xung quanh thì ta cần phải tìm được đường sinh và bán kính. Sờ xung quanh ta phải sờ rất lâu. Việc đầu tiên là chúng ta hãy viết công thức để tính nó ra đã. Vậy diện tích xung quanh là PLL.
Vậy thầy nhắc lại lần nữa, chúng ta cần bán kính và đường sinh. Chúng ta chỉ biết rằng đề bài đang cho chúng ta ở đây là mặt phẳng đi qua đỉnh là mặt phẳng SAB tạo với đáy góc 60 độ. Và đề bài còn cho mặt đó là tam giác gì nữa? Các em ơi, người ta còn cho giả thiết là thiết diện đó là một tam giác gì? Đều cạnh bằng mấy A? 4A, nghĩa là người ta đang cho cái gì đều đấy? Tam giác SAB đang là tam giác đều cạnh mấy A? Nghĩa là cạnh bằng 4. Vậy chúng ta điền các cạnh bằng 4 lên trên hình nào. 4 này, 4 này. Cạnh nào bằng 4 nữa cả lớp ơi? AB bằng 4 nữa. À cả lớp như này, trên cái tam giác SAB nữa thì SA với SB chính là độ dài đường sinh chưa? Vậy đầu tiên ta có L bằng mấy? L bằng 4. Vậy việc còn lại của chúng ta đó là đi tìm bán gì thôi? Bán kính. Nào, để tìm bán kính ta làm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta quan sát là chắc chắn ta phải dựa vào góc bao nhiêu độ trên hình? 60 độ. Hãy cho thầy biết là trên tam giác SAB thì SI cũng chính là một đường cao đúng không? Cả lớp có nhìn thấy SI là một đường cao không? Vậy độ dài SI bằng gì? Bằng cạnh nhân căn 3 trên 2. Vậy bằng mấy căn 3 cả lớp ơi? 2 căn 3. À vậy thì rõ ràng ở đây chúng ta nhìn này, nếu SI mà bằng 2 căn 3 mà chúng ta lại có góc Y là 60 độ, vậy chúng ta sẽ tìm được cạnh OI không? OI bằng bao nhiêu đố các em biết? OI thì bằng một nửa cạnh huyền thôi đúng không? OI là cạnh góc vuông nhưng đối diện bao nhiêu độ? 30 độ. Cạnh góc vuông này đang ngắn gì? Ngắn nhất. Cạnh góc vuông ngắn nhất thì bằng một nửa cạnh huyền. Vậy anh này bằng căn mấy? Căn 3. Cả lớp ơi, nếu anh này bằng căn 3 mà thằng BI thì lại bằng mấy rồi? Thằng BI có bằng 2 không? Vậy chúng ta nối gì lại để tính được OB nào? À, chúng ta nối O với B lại và chúng ta sử dụng tam giác nào để tính nó nhỉ? OI B tam beta. Beta go căn 3 với 2 thì tổng bình phương ra 7. Vậy anh này bằng căn mấy? Vậy chúng ta sẽ có công thức đó là gì đây? Pi nhân căn mấy? Căn 7 nhân 4. Kết quả là mấy căn 7? Đáp án là gì? D. Cả lớp nhìn thấy cách làm câu 42 chưa? Rất đơn giản đúng không? Mình đúng hết 42 con chưa? Nào, câu 43. Có bao nhiêu giá trị thực của M để phương trình này có nghiệm Z0 thỏa mãn, đó là mô đun của Z0 bằng 7. Một câu hỏi rất hay và thú vị. Thầy đã search trên mạng rất nhiều cách làm câu 43, nhưng thật sự là thầy chẳng ưng cách làm nào cả. Thầy chỉ ưng cách làm của thầy thôi. Tất nhiên mà công việc của thầy đó là đi tìm những cái gì hay nhất nhặt về. Tất nhiên là không thể nhặt một bãi rác về để dạy được, đúng không? Phải nhặt những cái gì nó hợp lý nhất. Câu 43, bao nhiêu bạn làm được giơ tay lên? Hân làm ra đáp án là A. 3. Tí nữa thầy sẽ xem bạn Hân làm ra cách nào, nhưng cả lớp hãy lắng nghe. Thầy sẽ giải quyết bài toán trên theo cách sau. Việc đầu tiên, các em tập trung làm nghe câu này nhá. Đây là một phương trình bậc 2. Các hệ số của chúng ta đều là số thực. Vậy đây chính là phương trình bậc 2 mà chúng ta đã học từ năm lớp 9 và năm lớp 10. Tuy nhiên trong chương trình của năm lớp 9 và năm lớp 10, chúng ta chỉ được học hai trường hợp xảy ra nghiệm của phương trình bậc 2, đó là khi delta bằng 0 hoặc delta gì? Dương. Còn trường hợp delta nhỏ hơn 0 mà sinh ra nghiệm thì chỉ có chương trình cấp 3 mới có thôi, nhất là lớp 12 mới có. Đó là hai nghiệm, đó là hai nghiệm phức. Đúng không cả lớp? Nào thì cả lớp, hôm trước thầy cho ghi lý thuyết một lần rồi đúng không? Hôm nay thầy sẽ nhắc lại thật nhanh. Trường hợp 1 delta bằng 0 thì sao? Hôm trước thầy nhắc ở đề mấy đấy?
Đây. Nào. Hôm trước thầy nhắc ở đề hôm trước. Nào, nhìn. Phương trình bậc 2 này có 3 trường hợp xảy ra. Ta biên luận nghiệm của phương trình bậc 2. Tất nhiên ta phải biên luận nghiệm theo đen. Delta bằng 0, phương trình có nghiệm kép trừ B trên IA. Và nghiệm này thuộc vào đâu? Vào lớp R. Delta dương thì phương trình có hai nghiệm Z1, Z2. Nhưng hai nghiệm này cũng thuộc vào E gì? R. Khi delta dương. Nhưng khi delta âm thì phương trình này sẽ có hai nghiệm Z1, Z2 nhưng còn thuộc vào R được không? Hai nghiệm khi delta âm thì hai nghiệm Z1, Z2 sẽ không còn thuộc vào R nữa. Vậy hai nghiệm Z1, Z2 có thể là các nghiệm nào? Hoặc là hai nghiệm đó thuần ảo? B. Được không nhở? Hoặc hai nghiệm đó là hai nghiệm phức thực sự, nghĩa là đầy đủ cả A lẫn gì? B, nghĩa là nó đầy đủ A cộng B luôn. Tiếp theo là các em đừng quên là trong trường hợp delta âm, nếu ta có hai nghiệm phức không thuộc vào R thì hai nghiệm đó lại còn phải liên hợp nhau nữa. Cả lớp có nhìn thấy dòng tiếp theo không? Hai nghiệm đó như nào? Liên hợp nhau. Z1 sẽ là Z2 liên hợp. Z1 liên hợp thì lại bằng Z2. Cả lớp có hiểu ý thầy nói thế này không nhỉ? Rồi, thì thầy áp dụng vào bài ngày hôm nay. Có bao nhiêu giá trị M để phương trình đó có nghiệm Z0? À, có nghiệm nghĩa là phải biện luận đủ mấy trường hợp? 3. Trường hợp 1, đầu tiên là ta phải tính delta ra đã nhá. Delta hoặc delta gì? Phẩy, em dùng delta phẩy đi cho tiện. B phẩy bình. Các em ơi, B phẩy có -1 nhưng bình lên thì mất -1 luôn nhá. Không, bạn bảo là có lẽ bảo thầy ơi thầy viết sai kìa. Được chưa? Trừ AC thôi, nghĩa là trừ M gì thôi. Trừ M bình, M bình trừ M bình hết, vậy còn mấy M? 2M cộng 1. Cả lớp có thắc mắc gì về tính delta phẩy không đã? Nào, bây giờ bắt đầu biện luận này. Khi delta bằng 0 tức là M bằng bao nhiêu? M bằng -1/2. Vậy khi đó phương trình sẽ có nghiệm là gì? Mình đã chưa đặt tên phương trình này, mình đặt tên nó là 1 đi. Vậy phương trình 1 lúc này có nghiệm là gì? Có rất nhiều cách. Một là các em sử dụng công thức trừ B trên mấy A? Một là các em sử dụng công thức trừ B trên 2A. Hoặc là cách làm đơn giản nhất, chúng mày thay thẳng M thành -1/2 vào mà bấm. Có hiểu không? Ấn 1922. Giải phương trình bằng 2, thằng đầu tiên là 1 trừ đi 2 nhân mở ngoặc -1/2 cộng 1. Có hiểu thì bấm không? Và tiếp theo là M, đây là 1/4. M bình là 1/4, cả lớp có tự nhầm được không? Cả lớp nhìn thấy đúng nghĩa kép là 1/7 chưa? 1/2. Nhưng cả lớp ơi, khi delta phẩy bằng 0 thì phương trình có nghiệm là Z bằng 1/2. Khi đó mô đun của Z bằng mấy? Cũng bằng. Vậy nó bằng 7 hay khác 7? Người ta muốn mô đun nó bằng 7 cơ. Vậy nó đang bằng 7 hay khác 7? Bằng 7 hay khác 7? Trả lời to lên. Vậy trường hợp này loại hay thỏa mãn? Được không? Nó bằng 7 xem, ta lấy ngay. Thì nó không bằng 7, thế nó mới đen. Vậy chứng tỏ ở đây là trường hợp thỏa mãn sẽ nằm ở trường hợp số 2 hoặc trường hợp số 3. Nào, ở đây thầy sẽ tiết kiệm bằng cách là cứ xét xong trường hợp nào thầy sẽ ném nó sang bên phải nhá. Sau tí nữa các bạn tự mà chép. Trường hợp 2 ta xét trường hợp delta gì trước thôi. Cứ lần lượt là bằng 0 này, dương rồi mình đến âm. Delta dương thì phương trình sẽ có mấy nghiệm phân biệt? Z1, Z2 thuộc vào R. Nhưng hai nghiệm này thì thầy ghi đầy đủ một tí nhá. Hai nghiệm phân biệt. Z1, Z2 thuộc vào R. Vậy bây giờ đề bài có ràng buộc là gì? Khi delta dương phương trình phải có hai nghiệm phân biệt Z1, Z2 thuộc R. Nhưng trong đó phải có một nghiệm thỏa mãn, đó là mô đun của nó bằng 7.
Tuy nhiên trong trường hợp nghiệm của chúng ta là số thực thì ta có cần đọc là mô đun không hay ta đọc là trị tuyệt đối? Trị tuyệt gì? Trị tuyệt đối. Cả lớp có hiểu không nhỉ? Khi nào ta đọc mô đun? Mô đun là cách đọc tổng quát. Nhưng nếu mà mô đun của một số thực thì ta có thể đọc nó là trị tuyệt, trị đối. Còn mô đun của số phức thì các em vẫn bắt buộc phải đọc mô đun, các em không thể đọc là trị đối của số phức được. Cả lớp có hiểu cách đọc mô đun không đã? Rồi, vậy thì bây giờ để phương trình có nghiệm sao cho ở đây là trị đối của nó bằng 7. Vậy tức là phương trình này, tất nhiên là phương trình này của chúng ta phải đang có nghiệm là 7 hoặc trừ 7. Cả lớp có hiểu ý thầy nói không nhỉ? Vậy bây giờ để này, mô đun của Z0 bằng 7. Từ đó suy ra này, Z0 phải bằng 7 hoặc Z0 bằng trừ 7. Bây giờ công việc của chúng ta là gì? Nếu phương trình có nghiệm là 7 thì các em thay Z thành mấy vào phương trình? 7, rồi các em tìm được M. Và lớp được đồng ý không nhỉ? Vậy nào, trường hợp 1 này, ở đây tiếp này. Nếu phương trình 1 có nghiệm Z0 bằng 7 thì ta sẽ được là gì đây? Thay 7 vào đây này, cả lớp ơi, nhìn này quanh nhá, 7 này. Vậy đầu tiên 7 bình là 4 mấy đã? 49 trừ bao nhiêu? 14 nhân M cộng 1 cộng với M bình bằng 0. Ok chưa? Rồi cái này em bấm máy tính luôn đi cho tiết kiệm thời gian. 1922 1 M bình trừ 14 M. 49 trừ 14. Cả lớp có hiểu thầy giúp bạn thẳng ở trên máy tính để bấm luôn chưa? 7 cộng căn 14 và 7 trừ căn 14. Một thằng xấp xỉ ở đây là 10,7. Một thằng xấp xỉ ở đây là 3,25. Nhưng vấn đề là hai cái M này có lấy không? Bởi vì chúng ta nhớ là chúng ta đang xét delta như nào đây cả lớp ơi? Chúng ta đang xét delta lớn hơn mấy? Lớn hơn 0. Mà delta lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ có đó là gì? Mình ở đây chưa giải nốt, đó là M phải lớn hơn trừ 1 phần mấy đấy. Có đúng cả lớp? Nãy đây thầy chỉ ghi mỗi là delta phẩy dương nhưng mà lại nhưng mà chưa giải nốt ra, có phải M phải lớn hơn trừ 1,2 à, trừ 1/2 đúng không? Vậy hai cái thằng M ta vừa tìm được còn lớn hơn trừ 1/2 không? Có, vậy cả hai thằng M ở trên là thỏa mãn. Vậy ta có mấy M đã? Nhưng người ta yêu cầu M nguyên không? Không. Người ta hỏi có bao nhiêu M thỏa mãn thôi. Vậy ít nhất là mấy M đã? 2M. Vậy đây mới là phương trình 1 có hai nghiệm, có nghiệm là 7, còn phương trình 1 có thể có nghiệm là mấy nữa? Nếu anh này có nghiệm là trừ 7 thì thầy sẽ được đầu tiên vẫn là 4 mấy đã? 49, nhưng cái dấu trừ ở đây nó phải đổi thành dấu gì? Cộng 14 nhân M cộng 1 cộng M bình bằng 0. Rồi kem lại bấm cho thầy tiếp xem ở đây có M không. Nào, 1 này. Nhưng ở đây là 14M nhá các em ơi. Nhưng ở đây không, bây giờ phải là 49 cộng 14, khả năng cao là vô nghiệm rồi. Vậy đến lúc này là vô nghiệm. Vậy ở trong trường hợp số mấy, khi chúng ta xét delta dương, là nghe, khi chúng ta đi xét delta dương thì chúng ta chỉ thu được mấy M thỏa mãn? 2M, đó là M bằng bao nhiêu? Chúng ta thu được hai giá trị M thỏa mãn, đó là 7 cộng căn 14 hoặc 7 trừ căn 14. Rồi bây giờ chúng ta chỉ còn trường hợp cuối cùng, đó là delta gì? Nào, trường hợp này cả lớp nắm được hết chưa? Vừa khoanh xong. Trường hợp cuối cùng là delta âm. Tức là chúng ta xét M nhỏ hơn trừ 1 phần mấy đấy?
m nhỏ hơn trừ 1/2. Nào, nhắc lại cho thầy biết này, nếu delta âm á thì phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt, nhưng hai nghiệm đó không còn thuộc vào e gì nữa, r. Sao đây? Ở dưới vẫn đang không lắng nghe kìa. Khi m nhỏ hơn trừ 1/2, ta kết luận là phương trình 1 của chúng ta sẽ có hai nghiệm phân biệt Z1 và Z2, nhưng không còn thuộc vào R nữa. Tuy nhiên hai nghiệm này lại như nào? Liên hợp nhau. Cả lớp có đồng ý với thầy kiến thức ở trên bảng không đã? Rồi. Những giả mục của bài toán là gì? Đó là một trong hai nghiệm này phải có module là mấy? Một trong hai nghiệm này có module là mấy? Thực ra là module của nghiệm nào cũng sẽ bằng 7 thôi, bởi vì hai nghiệm này liên gì? Liên hợp, cũng như là module của Z1 hoặc module của Z mấy? Z2 đều phải bằng 7 hết. Ta có này, module của Z0 mà bằng 7, tức là cái biểu Z0 ở đây là gì? Z0 ở đây nghĩa là Z1 hoặc Z mấy? Hoặc Z2. Cả lớp có hiểu cái cụm từ cái ký hiệu Z0 ở đây đại diện cho cái gì chưa? Nó đại diện cho nghiệm của phương trình. Thì phương trình này đang có nghiệm là Z1, Z2. Vậy Z0 ở đây là Z1 hoặc Z2. Vậy module của module của Z0 mà bằng 7 á, tức là module của Z1 bằng module của Z2 và phải bằng mấy? 7. Tại sao có điều này? Để nhắc lại, hai nghiệm này liên hợp với nhau cho nên module của chúng là bằng nhau. Cả lớp có thừa nhận với thầy là hai số bước liên hợp module bằng nhau không? Rồi, nhưng có một kiến thức rất là hay ở đây mà rất ít bạn biết nha. Bí thuật, kèm không thể tìm được ở đâu có. Kèm không thể biết được rằng module của một số bước bằng căn bậc 2 tích hai nghiệm. Nghệ thuật không? Nào, lắng nghe, cái này thầy sẽ giải thích nha. Các bạn quan sát này, Z nhân Z ngang bằng gì? Đố các em biết. Mô đun Z bình. Thầy rất muốn các em lắng nghe bởi chỗ này rất là hay này. Z nhân Z ngang có ra mô đun Z bình không? Có. Vậy chứng tỏ này, Z1 mà nhân Z1 ngang có ra mô đun Z1 bình không? Mà Z1 ngang bằng Z mấy? Vậy mô đun Z1 bằng gì? Hiểu bài không? Hay không? Vậy mô đun của Z1, mô đun Z1 mà bằng căn bậc 2 tích giữa Z1 và Z2 thì mô đun Z2 có thấy không? Thằng này bằng luôn mô đun Z7 luôn. Mô đun Z2. Vậy ở đây chúng ta có một kiến thức thừa nhận là gì? Nếu phương trình bậc 2 có delta âm thì có delta âm và có hai nghiệm Z1, Z2 không thuộc vào R thì mô đun của các nghiệm sẽ bằng căn bậc 2 tích hai nghiệm đó. Mô đun một nghiệm bằng căn bậc 2 tích hai nghiệm đó. Đây là một công thức rất hay. Cả lớp tự nắm được chưa? Ok không? Nào, để hôm sau thầy cho các em làm một câu tương tự như này. Tất nhiên là không phải hỏi đúng như này nhá, nhưng sử dụng kiến thức này để xem là các bạn đây có kết hợp những gì mình đã học không. Rồi, sau khi thầy nốt xong phần này thầy sẽ đẩy sang phần khác nhá, bởi vì cái này đây chỉ là phần giải thích thôi. Rồi. Cả lớp lắng nghe được không? Vậy bây giờ để này, mô đun Z1 bằng 7 thì căn bậc 2 của Z1 nhân Z2 cũng phải bằng mấy cả lớp ơi? Bằng 7. Mà Z1 nhân Z2 theo VS bằng gì? Hả? C trên A đang làm m gì thôi? Đọc thật to lên, C trên A đang chỉ là m gì thôi? M bình, vậy ta có căn của m gì? Bằng 7. Căn m bình bằng 7 thì m bằng gì? 7 hoặc bằng -7. Căn m bình là trị tuyệt đối của m ấy mà. M bằng cộng -7 chưa?
Nhưng lấy hết à? Lấy mấy thôi? Tại sao loại vậy? Bởi vì nó phải nhỏ hơn bao nhiêu đấy? Trừ 1 phần 2 mới lấy mà. Vậy tổng cộng có mấy m thỏa mãn? 3 giá trị của m thỏa mãn. Hay không? Hay không? Cũng làm thế đi. Đó đây. Thầy đã xong chưa? Thế là thầy giúp các em được 4 phẩy mấy? À 9 phẩy mấy rồi? À 8,4. Một câu. Câu 44 nào? Câu 44 là câu này là một trong những câu điểm 10. Câu này không chữa. Câu này khó lắm. Bố ai mà biết được. Tí nữa. Đây, làm xong thầy đọc đáp án. Nào, ba câu khó nhất đề, đó là câu vừa rồi, câu 46, câu 47. Có ba câu khó nhất đề, câu 49, bốn câu khó. Đâu các câu còn lại đều khả năng chúng ta làm được hết. Ờ, câu 45. Đây là một thầy nói này, câu này là câu 9 điểm. Nhưng nói thật sự với các em nhá. Bài này nó là một dạng rồi, cho nên 9 điểm này là 9 điểm rất dễ cầm trong tay. Trong tay. Trong tay. Nào. Câu này có hai cách làm. Cách làm của bọn là tư duy 7 cộng 8 cộng thì nó dài lắm. Dài như từ đây ra Hà Nội á. Còn đứa nào mà nó tư duy 9 cộng thì ngắn lắm. Nào. Thầy sẽ tư duy ngắn thôi. Bởi vì câu này cần kích thích tư duy. Cả lớp. Đề bài cho đường thẳng D và mặt phẳng P. Việc đầu tiên đó, đó là chúng ta phải nhận xét xem đường thẳng D đang song song hay đang cắt mặt phẳng P. Cái này thì mình nhận xét nhanh thôi chứ không có ghi gì cả. Bởi vì nếu mà nó song song thì tình hình chiếu nó dễ hơn. Còn nếu mà đường thẳng này mà nằm trên mặt phẳng thì hình chiếu của nó lại là chính thì luôn. Chính nó thì như thế phèn quá. Nhưng mà đa số những bài như này đã cho ở câu 45 thì điển hình nhất là hai thằng này chỉ cắt nhau thôi. Đúng không? Cả lớp có muốn nghe câu này không? Câu này rất hay và ngắn. Nhưng cái vấn đề là tư duy làm sao cho nó ngắn thôi. Nào. Như thầy vừa nói, nó là xét vị trí giữa đường thẳng màu đỏ và mặt phẳng B. Đường thẳng màu đỏ chính là đường thẳng D nhá, không phải là đường thẳng D phẩy đâu. Là đường thẳng D trước. Nào. Cắt nhau hay song song. Và nhìn vào này. Cả lớp ơi, vectơ chỉ vuông của đường thẳng D và vectơ phát tuyến có tỷ lệ với nhau không? 1, 1 - 1. 1, 2 - 1 có tỷ lệ với 1, 2, 1 có tỷ lệ với nhau không? Nếu hai thằng này không tỷ lệ với nhau thì hai thằng này không vuông góc nhá. Với tỷ lệ thì mới vuông góc được. Có song song không? Nếu song song thì tích vuông phải bằng mấy ngay? Bằng 0. Hoành nhân hoành là 1, tung nhân tung là 2, cao nhân cao là -1. Đâu, có đâu, nó là ra khác mà. 1 nhân 1 là 1, 1 cộng 2 trừ 1 nó ra mấy đấy? 2 nó khác không mà. Vậy ở đây ta nhận xét nhanh là đường thẳng D chỉ cắt mặt phẳng P thôi chứ không có song song, không có nằm trong đâu nhá. Rồi. Đề bài muốn lập gì? Thầy rất bực mình với em con trai ở dưới nhá. Chịu khó cố gắng lên. Lập hình chiếu vuông góc của D lên trên mặt phẳng P. Thầy sẽ gọi đường thẳng đó là đường thẳng D phẩy. D phẩy là hình chiếu vuông góc của đường thẳng D lên mặt phẳng P. Vậy theo lý thuyết làm thế nào để chúng ta dựng ra được D phẩy? Để dựng ra được D phẩy thì các em phải tìm được tối thiểu mấy điểm hình chiếu? Các em phải tìm được 2 hình chiếu của đường thẳng D lên trên mặt phẳng P.
và sau đó chúng ta kẻ một đường thẳng đi qua hai hình chiếu để thu được đường hình chiếu. Có đúng không nhỉ? Rồi tuy nhiên thì các em để ý là nếu đường thẳng D mà cắt mặt bằng P tại một điểm M chẳng hạn, thì điểm M có hình chiếu lại là chính gì đó. Điểm M có hình chiếu lên mặt phẳng vẫn là chính, chính nó, cho nên đường thẳng D phải có đi qua điểm M. Với M là gì? M là giao giữa D và P. Có đúng cả lớp? Rồi. Bây giờ tư duy này. Để lập đường D phẩy thì cần có vector chỉ phương đúng không? Để lập được D phẩy cần gì cả lớp đọc lại? Vector chỉ phương. Để lập được vector chỉ phương thầy cần có hai vector vuông góc với đường thẳng D phẩy đúng không? Hai bước này. Để lập được vector chỉ phương của D phẩy. Nhắc lại. Để lập được D phẩy thì cần vector chỉ phương của D phẩy. Mà để có chỉ phương của D phẩy thì phải tìm ra được cặp vector vuông góc với D phẩy. Có sẵn một vector vuông góc với D phẩy. Đó chính là vector pháp gì đã? Pháp tuyến của mặt nào? P. Cả lớp có đồng ý với thầy là vector pháp tuyến của mặt phẳng P vuông góc với D phẩy chưa? Cả lớp có đồng ý chỗ này không đã? Vậy cần một thằng nữa cũng vuông góc với D phẩy. Đố các em biết nó là thằng nào? Hả? Rất hay. Nào, bây giờ cho thầy hỏi này. D phẩy nằm trên P rồi đúng không? Cho nên nó vuông góc với vector pháp tuyến của P. D phẩy nằm trên mặt nào? D phẩy nằm trên mặt phẳng chứa D và D phẩy. Mặt phẳng chứa D và D phẩy đang vuông góc với mặt phẳng P đúng không? Cả lớp đồng ý không nhỉ? Vậy mặt phẳng chứa D và D phẩy, cả lớp nhìn được mặt phẳng chứa D và D phẩy không đã? Mặt phẳng chứa D và D phẩy song song với NP không? Song song với NP không? Có song song với UD không? Vậy vector pháp tuyến của mặt phẳng chứa D và D phẩy là vector nào? Đây nhá, cả lớp nhìn này. Thầy gọi đây là mặt phẳng Q. Đọc lại, mặt phẳng Q là mặt phẳng chứa đường nào? Chứa D và D gì? D phẩy. Vậy cả lớp có đồng ý với thầy là NQ cũng vuông góc với D phẩy không? NQ có vuông góc với D phẩy không? Đường nằm trên mặt thì có vuông góc với vector pháp tuyến không? Có, vậy ta có này. NQ cũng vuông góc với D phẩy. Nhưng NQ ta tính như nào? NQ là pháp tuyến của Q đúng không? Mà mặt phẳng Q đang chứa một cặp vector chỉ phương, đó là vector nào? Mặt phẳng Q đang chứa vector chỉ phương đầu tiên chính là vector N gì? NP. Có song song với mặt này không? Cái bọn này đặt một mặt phẳng vuông góc với mặt bàn xem nó có song song với vector pháp tuyến của mặt bàn không? Ok chưa? Nó còn chứa đường thẳng gì nữa? Đây, nó có song song với cả UD không? Cả lớp đồng ý chỗ này chưa? Vậy nó có một cặp vector song song chưa? Vậy NQ chính là anh nào? Tích có hướng giữa gì? Tích có hướng giữa N, NP và U gì? UD. Vậy thằng này cũng vuông góc với D phẩy đúng không? Vậy chúng ta có hai anh cùng vuông góc với D phẩy. Vậy từ đó suy ra chỉ phương của D phẩy bằng gì? Bằng tích có hướng giữa NP và tích có hướng giữa NP với UD. Bởi vì thằng này chính là NQ này. Cả lớp hiểu chưa? Ok không? Rồi, tất nhiên là câu này nếu mà chưa loát được tí nữa về các em có thể nghe lại. Bây giờ thầy sẽ bấm máy tính nhá. Nào, mốt 5. NP trước. NP ở đây là 1, 1, 1. À đâu? 1, 2, 1. Rồi. Option tạo thêm vector B. Thầy tạo thêm vector B. Vector B ở đây thầy sẽ để là vector UD là 1, 1, 1.
Nào bây giờ thầy bấm cái tích có hướng này như nào cả lớp ơi. Đầu tiên này đó là vector gì đã? Vector A. Nhân mở ngoặc ra. Vector nào trước? Lại vector A tiếp. Rồi vector B, có hiểu cách thầy nhân không? Hiểu chưa? Nhân này là nhân có hướng đấy, không phải nhân vô hướng đâu. Thầy giấu nhân bình thường là nhân có hướng đấy. Kết quả ra trừ mấy? Trừ 4, trừ 2 và 8. Vậy tỷ lệ với bao nhiêu? 2, 1, trừ 4. 2, 1, trừ 4 thì còn đáp án nào thôi? C hoặc A. Nhưng mà thằng nào? Nhưng bây giờ vấn đề này giữa đáp án C và đáp án A, làm sao để chúng ta tìm được đáp án đúng? Thế các em phải tìm được giao giữa D và P. Bởi vì đường thẳng này đi qua điểm M mà. Để tìm M nữa. Tìm M như nào cho nhanh? Lấy điểm nằm trên mặt phẳng P. Nào, chúng mày mất trật tự quá. Gọi điểm M là giao giữa D và mặt phẳng P. Vậy điểm M ở đây có tọa độ theo tham số là T này, T cộng 1 này và trừ mấy? Trừ T cộng 2. Thầy hướng dẫn cả lớp một cái mẹo nhỏ như sau, đó là sử dụng lệnh Sipson để tìm T. Nào, chúng ta thay X thành gì? Chúng ta thay X thành T đúng không? Thì thầy vẫn nhập là X. Thầy thay Y thành mấy T? Thầy thay Y thành T cộng 1 thì thầy sẽ nhập là X cộng 1 cộng Z. Z ở đây là trừ X cộng 2 trừ 4. Cả lớp có hiểu cách thầy thay không? Cả lớp có hiểu cách thầy thay không? Thầy thay X, Y, Z theo T. Và thầy sẽ nhập trên máy tính để ship xô để tìm T. Trên máy tính ở đây thì vẫn phải nhập thành gì hết thôi cả lớp. X. Sau khi nhập được biểu thức đấy rồi, các em bấm ship xô bằng để tìm được T. Ship xô bằng ra bao nhiêu? À, T bằng 0. Ở T bằng 0 thì nó lấy luôn điểm bao nhiêu? 0, 1 mấy? 0, 1, 2. Cái đáp án gì đúng? C. Ok. Rồi. Buổi sau chúng ta sẽ thi cùng đốt câu hỏi này nha. 9:16 rồi.